Xin chào các bạn đến với kênh xe đạp King Review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em giới thiệu các bác mẫu xe đạp địa hình Merida HFS Duke 750. Một chiếc xe đạp địa hình đến từ thương hiệu Merida được trang bị bộ chuyển động Shimano Atut. Bánh là 27,5 inch, khung nhôm, nước sơn nguyên bản, xe là toàn bộ là nhập khẩu nguyên chiếc chính hãng. Và phần khung của chiếc xe là toàn bộ là nhôm, nước sơn nguyên bản. Size 27,5. Dọn về ra rất là nổi tiếng và quen thuộc với các bác chơi xe. Còn nguyên tem chứ, chứ đăng kiểm. Cái bộ chuyển động Shimano Atut. Đây là 9 tầng lip. 9 tầng lip và 3 tầng đĩa cho 27 tốc độ khác nhau. Bằng 27,5 lốp Maxxis. Phần ghi đông của chiếc xe thì cũng được trang bị tay phanh dầu, phanh dầu Shimano, tay bấm Atut, nguyên bản phốt tăng ghi đông, nguyên bản đề đa thì mức giá chỉ có là 7.900.000 cho một chiếc xe đạp rất là ngon để cho các bác có thể sử dụng trong việc đi thể dục, rèn luyện sức khỏe hàng ngày. Em sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Thì giá bán của chiếc xe em sẽ để ở ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên, thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Mời cho các bác xem. Size đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 43 cm. Khóa yên với tâm của phốt là 56 cm. Thì xe phù hợp cho các bác đi từ khoảng 1m60-61 đến khoảng 70-71 thì phù hợp. Đĩa 9 lít và 3 đĩa, nó 27 tốc độ. Chuyển động rất mượt mà, xuống nhẹ nhàng. Thế mà chiếc xe đặc bán bên em là 7.900.000, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác chuyển hết tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975 709 943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video. Hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.